Đây 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 đây. Các bạn thấy không? Đây sẽ là lần cuối cùng mọi người được nhìn thấy cái mái tóc bồng bềnh này. Chờ gì nữa? Like, share, chia sẻ cho anh đi. Đúng rồi, lên mắt lên mắt. Ê, Việt Nam nói là làm. Một lúc nữa thôi, Tuấn sẽ cắt cái mái tóc này đi để đi nhập ngũ. Lên, lên. Ui anh ơi, em xin lỗi ạ. Này, mày đi đâu đây? Mắt mũi kiểu gì đấy? Anh ơi, em xin lỗi ạ, em không cố tình đâu ạ. Em xin lỗi anh. Này, dạ. Biết cái câu đi trong nồi ngồi trong hướng không? Dạ. Sao lại đi trong nồi ạ? Phải là ăn trong nồi chứ ạ. Thầy ý ông làm sao? Ông có biết là ông vừa phá buổi livestream tôi không? Không ạ, em biết ạ, nhưng mà em không cố tình ạ. Chỉ là em đang run quá chứ em không cố tình phá hỏng buổi livestream. Em xin lỗi anh ạ, em xin lỗi anh. Em không cố tình. Đi khám nghĩa vụ à? Vâng ạ. Chứ không thì chẳng lẽ lại đi ăn sáng xong rồi đi lạc vào đây ạ? À không không, được được, rất ok đấy. À, các bạn thấy không? Đây chính là người bạn rất rất thân mới quen của Tuấn. Và đó chính là tên. Xin chào mọi người, mình tên là Nam. Đầy đủ họ tên. Mình là Phạm Hồng Nam, năm nay mình 18 tuổi. Yo, đây chính là bạn Phạm Hồng Nam, một thanh niên rất rất là hào hứng, đang chuẩn bị lên đường đi nhập ngũ. Thế Phạm Hồng Nam có điều gì muốn chia sẻ với tất cả các bạn khán giả của Tuấn nào? Là phải nói ạ. Đúng rồi. Mình thấy rất là hân hoan khi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Nhưng mà lát nữa mình mới khám nghĩa vụ cơ. Mà nếu như không đủ tiêu chuẩn thì mình sẽ không nhập ngũ. Thế nên là... À đây 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 đây, các bạn thấy không? Cái nét mặt lo sợ của thanh niên này có chứng tỏ rằng là bạn ấy đang rất là lo lắng khi mà không đủ tiêu chuẩn để có thể đứng vào hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. À, cái comment này hay này. Tại sao Việt không làm giống như là Hàn Quốc? Có nghĩa là tất cả mọi người đến tuổi đều phải đi nhập ngũ. Hay, Nam nghĩ sao về điều này? À, xin lỗi các bạn. À, mình sẽ trở lại sau. Chuột đâu đấy? Anh ơi, em xin lỗi ạ. Em đã nói là em không cố tình va vào anh để làm hỏng buổi livestream của anh đâu ạ. Bỏ qua cái vụ livestream này đi. Bây giờ người ta đang cần chia sẻ, tự nhiên chạy mất là sao? Này, khai thật đi. Sợ đi nhập ngũ đúng không? Ông đang nghĩ là ấy, cái bọn The Best là cái bọn mà thi được vào đại học. Đỡ hơn một tí thì là bọn vào cao đẳng, trường nghề. Còn mấy cái đứa lưu tiều mà có một tí quan hệ thì cũng tính chuẩn. Còn dưới tận cùng của cái thế hệ là những người đi lính, đúng không? Không ạ, em không có suy nghĩ đấy đâu ạ. Thế ông có đang nghĩ là ấy, đi nhập ngũ có nghĩa là mất 2 năm tuổi trẻ, đúng không? Ôi trời ơi, quá sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Tiêu tốn 2 năm rèn luyện để đổi lấy giá trị của 70 năm cuộc đời. Nhập ngũ vừa không phải lo cơm ăn, áo mặc, tiền cấp dưỡng 2 năm, đã thế có ông lại còn học được cả nghề nữa. Lái xe chẳng hạn. Bây giờ nhá, nghĩ mà xem. Tự dưng trước khi ra quân được 20 triệu khởi nghiệp có phải vui không? Đấy là còn chưa kể, bây giờ có cơ chế tuyển dụng lần 2. Cậu đang từ lính trơn có thể đi theo con đường binh nghiệp. Hoàn toàn được mà. Có phải thú vị không? Dạ vâng ạ. Không biết cái gì thế. Thế thì chú gặp anh là đúng rồi. Anh chán cái giới trẻ bây giờ lắm. Thực ra mấy cái đấy thì em cũng có nghe qua rồi ạ. Nhưng mà... Anh nghiên cứu kỹ rồi. Bây giờ Hàn Quốc đang ở trong tình trạng chiến tranh, nên là 100% đi nhập ngũ. Còn Việt Nam thì mình đang thời bình, nên là tỷ lệ nhập ngũ nó không có cao. Chúng ta ở trong này này đang là tinh hoa đấy. Đúng là anh nghiên cứu sâu thật. Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Huy Tuấn vào khám nhá. Mà anh ơi, anh tên là cái gì Tuấn ạ? Nguyễn Huy Tuấn. Em thấy có người vừa gọi anh vào khám nghĩa vụ kìa. Ồ. Tới.
Hay là làm viên đũa nhở? Thằng này! Đúng là mày có vấn đề! Anh Thao cho em ạ! Hóa ra là mày sợ khám nghĩa vụ quân sự là bởi vì lộ ra cái chuyện này mày mới lén lút đúng không? Không anh ơi, không ạ. Tôi, Nguyễn Huy Tuấn, 20 tuổi, nghề nghiệp chính là idol mạng. Thực ra thì mọi người không coi đấy là cái nghề, bởi vì có nhiều người bảo tôi là cái thằng nói luyên thuyên ở trên mạng thôi. Cũng đúng mà, mặt tôi nhìn trông cũng hơi lào nháo. Theo như nhà văn Văn Cao đã từng nói là cái mặt không chơi được. Nhầm tên em ơi. À, nhà văn Nam Cao. Thôi, quay trở lại vấn đề chính. Tôi là tôi ghét nhất mấy thằng mặt thư sinh, ngoan hiền, nhưng mà lại nghiện ngầm. Không anh ơi, không ạ. Không thể nhìn mặt mà bắt quả tang được. Là nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Nhưng mà đau quá anh ấy, anh bổ ra. À, thằng này được. Đã nghẹo thì chớ, lại còn yêu sách. Nghẹo là gì ạ? Thì là nghiện đấy. Thế thì em không nghẹo ạ? Không nghẹo, nghẹo thì cái thuốc gì đấy? Thuốc lắc chứ còn gì nữa. Mày thích lắc cũng không được. Không ạ, đây không phải là thuốc lắc ạ. Em uống cái thuốc này để trượt khám nghĩa vụ quân sự thôi ạ. Tức là đây không phải là thuốc lắc. Uống vào thì sẽ trượt nghĩa vụ quân sự. Tức là không phải là nghẹo. Ồ. Đây là thuốc của bạn em cho. Nó bảo là đây là thuốc tăng nhịp tim với cả hạ huyết áp. Chúng nó bảo là uống vào là chắc chắn sẽ trượt. Chỉ thế thôi ạ. Thế. Đau quá. Này, luật hình sự năm 2015 quý định phạt từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc là phạt tù 3 tháng đến 2 năm đối với tất cả những cái hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Anh ơi, em biết là em sai rồi ạ. Anh ơi, nhưng mà em chỉ hỏi anh một câu thôi ạ. Có phải anh không phải là người khám nghĩa vụ mà anh là người bên quân đội đúng không ạ? Không phải, anh làm vlog thôi. Chứ mày nghĩ anh nói lên tinh trên mạng à? Có phải nghiên cứu chứ? À, bảo sao em vừa nhìn anh là đã thấy toát lên một cái sự nghiêm túc, thông minh, chững chạc rồi ạ. Không được, đừng có mà nịnh bẩn. Thằng phản quốc. Em nào có phản quốc đâu ạ. Em yêu tổ quốc lắm, nhưng mà em sợ là vào đây là bị bắt nạt nên là em mới phải dùng cách này thôi ạ. Anh ơi, tha cho em ạ. Nếu bạn trông khác biệt quá thì bạn sẽ luôn luôn đứng trước nguy cơ bị bắt nạt. Để tôi kể các bạn nghe. Hồi còn nhỏ, trông tôi hơi tròn trịa một tí thì chúng nó bảo là đánh thằng béo kia đi. Đến khi tôi dậy thì thành công thì chúng nó lại bảo là đánh thằng kia đi, bởi vì trông tôi sáng sủa hơn anh em. Thời cấp 3 cũng là khoảng thời gian tôi bị đánh nhiều nhất, bởi vì trông tôi ẻo lả giống BD. Nhưng mà được bạn gái tỏ tình, vừa đồng ý ngày hôm trước thì đến ngày hôm sau tôi lại bị đánh. Bởi vì tôi có người yêu trước anh em. Đấy, em nghe mấy anh đi trước kể là vào đây dễ bị bắt nạt lắm, nên là em mới sợ. Nghĩ cũng thường đấy, nhưng mà cái quan điểm của cậu quá sai lầm. Không phải bị bắt nạt là do khác biệt đâu. Theo một số nghiên cứu cho thấy, bị bắt nạt là do thái độ. Thử. Con ơi, con xong chưa? Sao mẹ tìm mãi ở đây không thấy con thế? Ừ, nhanh xong ra đi nhá, mẹ đang chờ ở ngoài nhá. À, bác ơi. Chờ. Bác cái gì mà bác? Cậu 5 tuổi à? Hay là 6 tuổi? Có hàng như tôi không hả bác? Tỉnh ta hành tinh. Cô ơi. Ồ. Lại cô. Vừa mới bác xong, lại cô. Chả hiểu cái bọn trẻ các cậu bây giờ kiểu gì nhỉ. Đi khám mắt hết đi. Thì anh xin lỗi. Bây giờ con gái con đứa 20 tuổi đầu, để quả tóc của cô anh này anh lại chờ nhầm. 20 á? Ừ. Anh nhá. Ừ. Chứ muốn bao nhiêu nữa à? Mặt này cái gì? Cho là 26 đi.
đây 25 nhá. Ôi trời ơi. Vâng, xin thưa với chàng trai 25, đẹp trai, trắng trẻo. Chị đây hơn đằng ấy rất là nhiều tuổi nhá. Ồ. Mà nhìn như thế này thì cũng đoán chắc là chưa có người yêu đúng không? Này, để chị giới thiệu cho nhá. Công nhận anh đỉnh thật. Mà lúc nãy em nghe anh lẻo mép tán gái xong, cuối cùng em cũng nhận ra anh là ai rồi. Anh chính là idol mạng Huy Tuấn Vlog. Em xem anh suốt mà em không nhận ra đấy. Huy Tuấn Vlog, xin chào. Mà anh bảo này, hình như anh dùng nhiều app với filter lắm đúng không? Em thấy ở ngoài anh không đẹp trai giống trên hình đâu. Thế à? Em đùa thôi. Em tự tin hơn nhiều rồi. Em sẽ không nghe cái bọn ba sàm ba láp trên mạng nữa. Em sẽ hiên ngang đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Em sẽ mạnh mẽ đối diện. Ok, cố lên. Chúc cậu thành công và gặp nhau ở trên doanh trại. Mà em bảo, lát nữa nếu mà em khám xong thì anh em mình ra kết nghĩa huynh đệ nhá. Nhất định mình sẽ phải phá đảo lứa tân binh năm nay. Phạm Hồng Nam. Ôi, được rồi đi thôi. Tự nhiên em hồi hộp quá. Tim đập nhanh hơn anh ạ. Chết rồi anh ơi. Lúc nãy em lỡ uống thuốc rồi. Cái gì? Ô! Ô tôi chết. Ôi. Này, ông uống thuốc nhuận tràng hay là ông uống thuốc tăng huyết áp hay mà sao ông ra phát nào hiểu phát đấy luôn đấy. Quá kinh quá. Mà anh nói này, có khi nó cũng là cái duyên số rồi. Nếu mà tổ nghiệp của ngành chiến binh mà không vượng cho thì chúng ta có nhiều ngành nghề khác mà. Không phải lo đâu. Xả hết ra đây. Alo, tao đang bận tí nhá. Này, mày khám xong chưa? Tao đưa nhầm thuốc cho mày rồi. Ui, đấy là thuốc dùng cho chó đấy. Hả? Cái gì? Thuốc dùng cho chó á? Tôi chết rồi. Mày hại tao rồi. Rồi ôi. Eo, thôi, Nam ơi. Nó cũng là cái tin vui rồi. Thôi, ở trong đấy hưởng tin vui tiếp đi nhá. Đi ra ngoài đây. Anh ơi, chết rồi, tại sao tung run cho chó mà lại nhảy thế này? 3, 2, 1, tận cùng của em. Tận cùng cái gì nhỉ? Thế hệ 2 năm rèn luyện đổi lấy 70 năm cuộc đời. Thế có phải tốt hơn không? Cái gì không phải đổi lấy mà đổi lấy giá trị. Ok. Cái gì? À, cái gì đấy? Em không ạ. Đúng à. Từ không, trước đấy có một câu nữa. Mày chạy rồi. Này, đúng là mày có vấn đề. 20 nhá. Ừ. Anh nữa. Ừ. Em à? Em à, anh 6, 26, 25. À ok, rồi, sorry. Sau khi nghe anh tán gái lẻo mép rồi. Chơi lại. Chơi tình mình nhá.